và các cuốn sách được chọn lọc, các cuốn sách châu Âu được chọn lọc để dịch sang tiếng Việt và xuất bản, như là những cuốn sách đã được chọn lọc và nó giúp cho độc giả có thể khám phá và có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống của châu Âu. Alors au programme de ces journées, des conférences, des rencontres avec les auteurs, des signatures de livres, des ateliers pour les enfants, des expositions, des screenings, c'est-à-dire des projections de films, toutes sortes d'événements. Nói tiếng Pháp. Các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ những ngày văn học châu Âu thì rất là đa dạng, như là các triển lãm tranh, các buổi ký tặng, các buổi hướng dẫn vẽ cho trẻ em, các sưởng vẽ dành cho thiếu nhi, và có rất nhiều các hoạt động đa dạng được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. Alors c'est une grosse organisation. Je tiens à remercier beaucoup Madame Audrey Minh-Lumière, ma collègue chargée de la mission du livre à l'Institut français du Vietnam, aux équipes évidemment de l'Institut français du Vietnam. Ah, bah, il y a mes gars, il y a mes amis ici. C'est aussi grâce à eux que la littérature européenne a pu ravir et va pouvoir ravir. Ô lô đi, cháu ô lô đó. Tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, trưởng phòng sách và hội thảo tại Viện Pháp tại Việt Nam, cũng như đi thực hiện chương trình tại thành phố Hà Nội, vì đã đem đến sự kiện những ngày văn học châu Âu cho tất cả những người yêu sách trên đất nước Việt Nam. Bác còn đi ra. Chắc đường nhân kép. Rendre un hommage aux maisons d'édition et aux producteurs. Ils font un travail remarquable de transmission. La traduction est, à mon sens, vô tiệm của Nan với cậu gì nữa. Có vô coi luôn không? Cho coi đi. Coi có cuốn của Nan mới không? Sách 10.000 đồng nè, coi có sách 10.000 không? Ê, bác cầm cho con vô coi sách đi. Các bạn, các dịch giả tại Việt Nam đã làm việc một cách cực kỳ tâm huyết để có thể truyền tải các tác phẩm cho. Ngồi đợi đi. Phiên dịch chính là cầu nối giữa các nền văn hóa với nhau, đây là cuốn sách để các nền văn hóa nước ngoài với sự truyền tải của ngôn ngữ và được gắn liền với sách trên khắp thế giới bằng ngôn ngữ của mình, đó là chính là đặc biệt của mỗi quốc gia. Còn vì thế công việc ở phiên dịch chính là nơi để mình chính là một cầu nối để đưa thế giới và lại ngôn ngữ. Voilà, il faut encourager la traduction. Alors, vive la traduction vietnamienne des auteurs du monde entier, des auteurs européens, vive la semaine de la littérature européenne. Je vous remercie. Vậy nên tôi muốn chúc mừng tất cả các tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt từ khắp nơi trên thế giới. Chúc mừng các tác phẩm châu Âu, chúc cho tuần lễ sách châu Âu được thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Thank you, Mr. Emmanuel Lapointe. Xin cảm ơn ông Emmanuel Lapointe. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức những tiết mục văn nghệ vô cùng sôi động trên sân khấu. Our opening ceremony will be continued with exciting performances on stage. Quá trình diễn văn nghệ kìa. Con qua bên này đứng này thì dễ thấy hơn. Bên này bên đây nè, bên đây là con bên tay trái là chỗ chú đứng này. Bây giờ là biết là 10:30 qua. Rồi chơi đường đó nha. Thank you.
Because I'm happy, go along. If you feel like that's what you wanna do.
bỏ dở đó, chiều tao mới chèo. Đây nè. Thì coi cô chỗ kéo đàn kìa. Cô kéo đàn hay lắm kìa. Cái bên kia coi. Đứng em cái ông người nước ngoài đó con. Agree and medical.
Lúc trước là đồ Nguyễn Văn Bình đó bà. Đúng rồi.